uống một con đường chim thơ chắc là ba cái thơ kèo. Giải nhất trị giá 9.500.000 đồng, giải nhì trị giá 7.500.000 đồng, đồng giải ba 4.500.000 đồng, giải top 10 trị giá 2.500.000 đồng, giải top 20 trị giá 1.500.000 đồng và giải top trị giá 750.000 đồng. Xin chân thành tất cả các anh em đang ủng hộ của mình nhiều lắm. 1 2 8 các đôi anh nhỉ. Xin 041 tiếp tục một lần được đọc ăn 2 phút ạ. 2 2 4 2 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
không 40 tiếp tục bao lâu ngay chưa? Chị nói 240 ạ. Chị 150 thì xin chơi nhất lần 1 cho nhiều kém. Chị 64 thì xin chơi nhất lần 2 cho nhiều kém. Trung Hoa còn mấy lồng? Nhiều hết. Nhiều hết. 4 thì chị chơi nhất là 1, thay đổi nhiều kém. Chị 226 thì chị chơi nhất là 3, thay đổi nhiều kém. 47 thì chị chơi nhất là 1, thay đổi nhiều kém. Thi đấu còn 1 phút nữa, anh em làm bảo chốt được phiên bản nếu chị nào ngoài ra. Chị 150 chơi nhất là 3, 150 nhất là 3, thay đổi nhiều kém, chị nào bỏ đấu. Chín bốn hai chín 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 ch
Thái độ 9366 thì xin chơi nhất lần một theo chiều về. Thái độ 246. Chim 246 thì không chơi nhất lần 1 theo chiều thái độ chiều kèo. Chim 435 thì không chơi nhất lần 1 theo chiều kèo. Vòng thi đấu đã hết 1 phút rồi. Con 28 là phải gọi vương đấy. 325 lần 2. Chim 325 thì không chơi nhất lần 2 theo chiều kèo. 366 lần 2. Chim 366 để chim chơi nhắc lần 2 tới lượt hiệu kèo. Hai súng đi anh. Nó phát trực tiếp người phát 14 giờ. Còn cái máy này anh cứ để nguyên cho nó quay nhá. Được. Còn thi đấu là hết 2 phút rồi ạ, còn 1 phút rồi ạ. Thái độ 246 lần 2. Xin 246 để xin chơi nhất lần 2 theo hiệu kèo. Xin 435 để xin chơi nhất lần 2 theo hiệu kèo. Vòng thi đấu còn 30 giây thôi. 325 lần 3. Xin 16 để xin chơi nhất lần 2 theo hiệu kèo. 325 lần 3. Xin 325 để xin chơi nhất lần 3 theo hiệu kèo. Bên đấy hạ mấy? Chim bên này làm thi đấu, chim 435 là thi đấu kéo nhất sức làm bên này. Lượt 1 của top 40, có chiếu cho 10 hết rồi. 1. Chúng tôi chốt được chim 435 và 325 là 2 chim đấu kéo nhất so với chúng ta. Chuyển đến đội 17 vòng. 4 tiếng đến nơi rồi. Lần hai này chúng ta có hai chim thì chúng ta sẽ dồn từ bên trái của đéo 12 điểm cái đéo thì đằng nào chẳng biết ngày ngồi thôi các này ở đây đủ kế của anh em tập thảo ngồi vị trí để đứng luôn. Lần hai của top 10 bắt đầu, chúng ta bắt so sánh hạ những cái nơi nhiều kém nhất trên dàn số mà vòng thi đấu bắt đầu rồi. Các xuống điểm quá hiểm lắm. Lát kiến con. 246 thái độ 1, 366 để chim chơi nhắc lần 1 theo hiệu kèo. Anh nhớ
Vòng thi đấu là hết 1 phút rồi. 246 cái độ thứ 2, 246. Xin 246 ạ. Thì xin chơi các bạn 2 thôi thôi kèm ạ. Vòng thi đấu đến hết nửa thời gian rồi. Mười sáu thì xin chơi nhắc lần một theo chiều kèm Vòng thi đấu còn 30 giây thôi ạ. Quá lượt 2 của top 10 hết giờ. Con đấy phải cho vào chứ. Thi đấu kém là 366. Thi đấu 246. Con này là số như là 47 à? Đấy là số chim mắc gôi, đấy là số chim thi đấu nhiều kém nhất. Cho con 4 để ột và con 129 vào giữa. Xong bắt đầu mở. Anh kia là năm ai con xòe lên lắp cắm 8 rồi nhá. Bung nhịp rồi, bung nhịp rồi, quay không? Tại vì cái con 246 nó không chơi. Con nào nó bung nhịp rồi, quay này nhiều, nó đứng ở cái mặt này nó hót nhiều rồi. Đây bạn ơi, em anh ơi, mượn của em à? Hôm nay chúng ta thử so sánh và một chút xin hơn nhiều cái nữa chúng ta đấy. Anh em đã khảo sau để chú trí được. Chúng ta chia ra hai mặt để chúng ta dễ quan sát thôi, chúng ta cần không để từ đầu đấy. Tôi xin tín hiệu của em cả. Lượt cuối của top 10 bắt đầu, chúng ta sẽ so sánh hạ một chi. Thôi đi về đi. Bây giờ đợi xong ra đợi cửa. Xin 298 để xin chơi nhất là 1. Bốn con bên kia nó ghép từ đầu. Nó ghép rồi thì ông 16 không chơi nha. Đầu thì đầu đã hết 1 phút rồi. 6 con bên này từ top 10 là không chơi được. Phải chạm xuống. Nó có 1 chữ 2 anh. Chơi này chơi không béo nào. Chim 42 thì chơi chim chó.
hai cầu đầu đến kia mà. Cầu đầu mình chưa ra xong. Đã ra hết, chị ạ không bỏ. Nó sụp lên à, không có một sai thì là không có một sai. Đấy, 1 phút rơi thì chỉ 42 chưa nó chưa nó. Mười sáu bỏ đấu rồi, mười sáu bỏ rồi, mười sáu nó chạy rồi, mười sáu nó chạy rồi, bắt mỏ có mắt còn mười sáu đấy, nhạy cảm lắm, bắt mười sáu, mười sáu hạng là chắc đấy, mười sáu chạy rồi, dừng rồi, bay ra ngoài, ra ngoài, không gì đâu, lấy hai phút rồi. Nhưng mà nó vòng này là vòng thêm của vòng trước, cũng phải là vòng mới. Đấy, cỏ đấy. Đấy, cỏ đấy. 16 nhiều điểm trừ hơn. Đấy, trừ ra ngoài, trừ hết. Nhiều điểm trừ, có nhiều điểm trừ hơn. Vòng thi đấu hết rồi. Sáu nhiều điểm trừ, trừ ra ngoài mấy lần cứ trừ đấy, có điểm trừ mà. Ôi về đi nghe chiêu bên này gì nữa. Anh em chúng ta tập trung vào đây. Chúng ta tập trung vào đây. Tất cả chúng ta cùng chấm nhá, và chúng ta đưa ra quyết định để chọn được người chơi nhất kỳ và đồng giải ba của thi ngày mai. Vòng chung kết sẽ diễn ra trong vòng 3 phút ạ. Tổ giám khảo sẽ chọn ra nhất kỳ và đồng giải ba của thi ngày mai ạ. Vòng chung kết bắt đầu. Đá mở. Đá mở. Bốn mở. Đấy, 4 liên 1 thì quay rồi. Nói chung là con nào cũng bị bung. Con nào cũng có nhìn bung. Chú rồi. 4 liên 1 vừa giúp mình một cái. Bố sinh hai là đều nhất, bỏ đều, bỏ đều, bỏ cầu cạnh đều. Nghiệp theo... Trong, bỏ trong. Theo tin trên giàn thì hiện tại bố sinh hai đang có nước đấu và bỏ. Cám bụng. Đặt tiêu chuẩn, bắt đầu. Vòng thi đấu đấy, một phút rồi. 298 ra ngoài, 298 ra ngoài. Vòng chung kết hết một cưới rồi. Chị hai nữa hơn nhiều. 192 vào mắt lên nhiều. Nó không phải nước đầu nó đẹp quá. Nó nhiều bỏ. Muốn lên một nhiều bỏ thôi. Có nhiều một cũng nhiều bỏ nhưng mỏ nhưng mà nó nhiều bằng con kia. Ý là so sánh bỏ bằng lớn. 42 nhờ. Nhất đánh con kia đẹp hơn. Đẹp hơn. Vòng thi đấu đến 2 phút rồi ạ. Còn 1 phút nữa thôi. Chưa được đủ bá mà. Chưa được đủ bá. Nhất rồi. Đỡ được rồi. Chiều cổ.
không hai thì nhận béo thì 30 giây thôi, 30 giây đấy rồi mỏ chắc nịch luôn. Đấy. Bắn chung kết hết giờ. Thì không có ai cả giải cao thì ngày mai tôi sẽ có tên. Con cú lẻ 1 nghìn. Nam kia làm gì có mỏ đâu, không phải không? Dùng. Hai con mấy kia thì ba thôi. Bà có lôi nhiều. Hai con bên này là đúng rồi, đúng rồi. Rồi xem con làm thế, con làm gì đấy thôi, về luôn. Xong rồi, hai nhất rồi. Đánh cả cầu ra đâu. Nó mỏ trong đấy. Nó đi đủ đủ các mặt, xây đủ ba mặt, à, đủ hai mặt luôn. Mà lúc đầu thì đâu. Lúc đầu thì lúc mới vào thì có lẽ một nó bị kẹt. Lúc mà mình nó xúc mấy. Lúc có một vài nhìn nó bước ra ngoài. Lúc mà nó xúc là nó quay ngoài đấy, là còn đây là lúc đấy. Chú chim ở đây nhất là chú chim 298 đấu xuyên suốt cả một vòng, không có một lỗi nào cả. Chú chim nhì ở đây là chú chim 401, trong thời gian thi đấu đấu rất tốt nhưng mà có lỗi mà hơi du mình và bỏ thêm một lần uống nước một lần thôi, nhưng mà thấy chim đấu rất tốt. So với cả chú chim nhì theo tiếp theo là chú chim 192, chú chim 192 đấu rất lơ lơ ra ngoài nhiều nhịp lên là đồng giải ba 192 và 412, xin chúc mừng các anh. Tôi xin thay mặt đội Trung Hòa cảm ơn ban giám khảo và ban điều hành cùng với tất cả anh em người dân đã đến tham dự cuộc thi của Trung Hòa. Đến lúc này đến giờ này rất là thành công. Mỹ Mãn. Và một lần nữa xin cảm ơn. Chúc mừng anh em bài chung kết nhé. Anh em ơi, nhận mình là con 298. Vâng, cảm ơn. 298 có bệnh nhân. Cảm ơn.